Thiện xin mến chào cô chú anh chị các bạn. Hôm nay Thiện đến thăm lại nhà anh Lưng và chị Loan. Thì cũng sanh thẩm gài cũng được khoảng 10 ngày, hơn 10 ngày mình ghé thăm lại gia đình. Rồi chào anh. Dạ. Rồi vô nhà chút đi anh. Dạ dạ. Chưa giá này lại hả? Rồi chào chị. Bé bữa nay đỡ nhiều chưa chị? Đỡ vàng chưa? Đỡ vàng. Rồi bữa nay thấy hơi đen đen lại nè. Hôm nay khỏe nhiều chưa chị? Khỏe anh. Rồi có đưa đứa nhỏ ra tắm nắng nào không? Có, sáng nào cũng ra tắm nắng hết vậy, mới đỡ rồi nè. Nó gom rồi, nó còn cái mặt một chút à? Dạ. Tay giờ khỏe, im rồi đó. Dạ, còn cặp mắt nữa. Ngồi đi anh. Sanh bữa đó tới nay là mấy bữa rồi? Mười mấy bữa rồi, sanh bữa 25 tay. Mười mấy bữa hả? Dạ. Bữa nay ngày 6 tay rồi. 11 bữa. 11 bữa. Rồi mẹ có sữa không? Sữa cho con không? Bữa nay nó bú nhiều, bú hơi, bú ít sữa lại, bú hai bên, bú không muốn no nữa. Dạ. Mình phụ sữa ngoài mà cũng còn lon sữa cũ, nó không có chịu uống, uống nó ọc hoài à. Dạ. Nó quen bú sữa mẹ à. Dù sao sữa mẹ cũng tốt hơn. Dạ. Rồi chị còn mệt đâu không? Cũng còn ít à, nãy ảnh mới đi chợ cộng thuốc kìa cho uống nữa đó. Nó còn, bữa nay sao tự nhiên cái nó đau bụng mà. Thì... giờ cố gắng mà mới khỏe khỏe lại đi làm giấy tờ rồi ha, mua bảo hiểm rồi đi. Chị dạ. Phải cần có bảo hiểm đó. Dạ. Mai mẹ em đi bằng giùm mày. Dạ. Ủa, căn cước sao làm giùm được? Không, bả đi chích lục khai xong. Mẹ em đi làm giùm. Ảnh ở nhà cơm nước rồi, em đâu làm được đâu. Họ không bán rẻ cái máy lại cho anh là giờ làm lại im rồi ha. Dạ. Im rồi, máy của anh đưa nhờ anh đó bán rẻ cho em, vừa bán gì cho, cảm ơn anh nhiều mới nhật đó. Cũng là anh nói mới nhật bán cho em được máy đó, im rồi im. Thì mua 6 triệu đó, thì bán lại cho anh có 2 triệu đó. Dạ. Cũng có người, không có thiệt, có người hỏi mua lại 3 triệu, cái đầu không. Mà em nói thôi, cái này của anh, giúp hết mình mà giúp tiền bạc nữa, đủ thứ hết. Cái này không bán được tình nghĩa anh em, làm kỷ niệm. Mà có khổ cũng bán à? Không có anh. Không nghĩ vậy. Tại bữa hổm em bệnh nè, thêm con nhóc kia nữa. Bệnh đủ thứ này, em nhóc không tiện, thùng kéo em bán luôn. Hùng kéo kéo nó cũng bị hư rồi, nó bị hư cái bệnh này. Cũng còn hát được cái hư gì, nó chỉ giục nút làm sao thôi. Với bị hư cái bệnh nó không cầm hơi thôi. Với cái bệnh mình hơi xuống không cầm hơi. Nghèo rồi, bây giờ mình chịu biết sao, thì mình cũng đâu muốn bán đồ mình sắm làm của mình mà. Đâu ai hoàn cảnh mình khổ, biết sao bây giờ anh hỏi mượn thì nó biết chứ cho mình đâu, mình đâu có cuộn nương rồi dám cho mình. Thì giờ anh cũng phải cố gắng. Dạ. Chứ cô bác thì cũng không giúp mình hoài dạ, được. Đúng rồi. Giúp cũng mấy đợt rồi chứ dạ. Không phải dạ. Một đợt dạ. Giúp cũng nhiều quá. Tại vì hoàn cảnh nó quá trời khẩn cấp rồi mình dạ. Phải chuyển đi bệnh viện gấp chứ đâu có để dạ. Để em chết người ơn, dạ em cũng mang ơn nhiều lắm dạ. Các mạnh thường quân các cô bác chú bác đồ nhờ giúp hai chồng em với vợ em được mẹ còn luôn vui mạnh giỏi mừng lắm rồi. Rồi chị còn nằm than rồi không? Không nghỉ nằm à. Nghỉ nằm à. Ừ. Than nóng quá ra lắm. Cái phần trời hầm này nóng không được. Nóng. Nóng chịu nổi. Ra ngoài này nó thoáng hơn nè. Dạ. Cái phần nhỏ bịch tả của nó, bị hâm cái đít luôn, nó nóng nữa rồi thôi. Bữa nay đâu có cho bạn tả đâu. Bạn đêm mới cho bạn là. Hôm gài anh có đi làm không? Dạ không gài mà đi đặt trúng. Đặt trúng mà gài sáng đó còn trúng thì em bỏ anh Thiện nha. Cũng không có chạy gì đâu. Sáng được cái chừng nửa ký. Dạ em còn bỏ con thùng nè. Rồi đâu dám đi bỏ mới xanh ra, đâu dám đi bỏ đâu. Nhưng mà ngoài tháng không đi làm. Với được. Phần bà nội nó đi nuôi thằng cháu nằm đi, bệnh viện ở trên Tiền Giang nữa. Đi hả? Dạ đi hôm qua.
nghe nó bị viêm phổi đi rồi. Rồi hàng ngày mình làm gì để kiếm tiền anh? Em đi làm là đi làm ngày cho người ta đó, anh Thiện nó kêu gì anh làm mấy vậy? Vài bữa anh đi vắt lúa, vắt lúa tắng. Rồi cắt bây giờ hổm bây giờ em bị, em có nói vợ em nói anh á, em dốc anh cũng mấy triệu bạc, cũng bớt bớt cũng đỡ nhiều. Tự nhiên ngủ một sáng thức dậy sáng tê khúc. Em bé rồi ban đêm ngủ ngon hả chị? Ngủ ngon. Bú no là cũng làm mấy tiếng hồ mới thức lên á. Tè luôn rồi. Thì hôm nay đến thăm lại gia đình của mình, em cũng thay mặt anh Hiệp và chị Quỳnh ở Bạc Liêu á. Có gửi cho anh chị là 100 đô. Thì đổi ra được là 2.530.000 hả anh chị? Gửi tới anh chị để mua sữa rồi cho em bé. Đây gửi tới chị. Em cũng cảm ơn anh em chị nhiều. Như nó có 20 hay gì còn dính lại trong túi 10.000 để lấy thêm 10.000 nữa được. Đây chị. 2.530.000 ha. Em cũng cảm ơn anh chị trên Bạc Liêu luôn, cũng giúp đỡ cho hai chồng em có tiện mua sữa cho con em. Em cũng cảm ơn anh chị trên Bạc Liêu rất nhiều luôn. Quê Bạc Liêu thôi nhưng mà anh chị ở ở Mỹ rồi. Em gửi lại cảm ơn anh, cảm ơn hai anh chị. Gửi tới cho vợ chồng có tiện mua sữa cho em bé. Em rất mong anh chị bán nhiều. Qua video ngày hôm nay thì cũng chân thành cảm ơn đến anh Hiệp và chị Quỳnh đã gửi tặng món quà rất là ý nghĩa cho anh Út Lưng và chị Loan. Chúc anh chị được nhiều sức khỏe. Rồi cái này em mà ha mừng rồi đó. Coi như là cô bác anh chị nhà hảo tâm rồi, khán giả cũng thấy được gia đình của chị Loan với em bé cũng khỏe mạnh, bình an hết rồi. Rồi em cũng xin phép về luôn anh chị ha. Cố gắng nha, cố gắng vươn lên nha. Cảm ơn nhiều anh Thiện nha. Cảm ơn anh Thiện. Chơi gì hả con? Chơi gì vậy? Sao cô bé? Đây là cái máy lúc trước thì cũng có mua đó mà thấy giờ nhà của anh Lưng bây giờ con bệnh đó, rồi kẹt tiền bán cái máy rồi không có phương tiện đi tới lui làm ăn, rồi mình bán rẻ lại cho 2 triệu. Lúc trước mua 6 triệu giờ bán lại 2 triệu. Rồi giữ gìn bảo quản cẩn thận nha anh, để không xài thì đem lên để ở đây mất. Thì đặt chấm rồi ha. Bán cho anh đi để anh có phương tiện đi làm ăn. Làm phước không được nhiều thì em cũng làm ít. Em cũng cảm ơn nhiều. Thấy cũng khổ rồi bán để có phương tiện đi làm ăn. Cảm ơn anh nhiều. Này cái đường lộ này, cô chú anh chị, lộ kinh mới hồi trước đó. Mình cũng vận động cô chú anh chị nhà hảo tâm để đổ cho bà con đi đó. Tới giờ người ta cũng nhờ cái đường lộ này mà mấy đứa nhỏ đi học nó dễ, người ta đi làm nó cũng dễ nữa.